Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học. Thì ở trong phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn xóa một cái task. Để mà xóa task thì đầu tiên là chúng ta cần phải vào phần place của file task.place.psb. Chúng ta thêm một cái nút task vào, nút xóa task vào. Để làm gì, chúng ta sẽ đẩy thêm một cái form vào đây. Trong cái form này chúng ta sẽ thực hiện các cái nội dung để chúng ta sẽ truyền một cái action vào. Action này chúng ta sẽ đẩy cho nó một cái tham số task start vào đây. Để làm gì? Cái task đầu tiên đó là cái router đến task, cái thứ hai đó là mã số ID mà task mình muốn xóa. Đấy, ví dụ một cái task ở đây, mình sẽ chuyển cho nó cái ID vậy vào. Như vậy là trong cái form này khi mà ấn nút xóa gửi đi thì nó sẽ mang theo cả cái mã của cái task mà chúng ta cần xóa. Sau đó chúng ta cần phải nhập thêm thông tin đây. Đây mới chỉ là một cái form rỗng thôi, mới có action thôi. Còn lại thì chúng ta cần phải nhập thêm đầy đủ các cái thông tin khác. Đấy, ví dụ như là chúng ta sẽ thêm class cho nó này. Thêm class rồi thêm method là post. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ thực hiện các cái phần khác. Đây là cái form chúng ta quy định, các bạn có thể dừng lại ở phần này để các bạn xem chi tiết hơn. Các cái trường rồi các methods find delete rồi tạo ra một cái button là delete task và chúng ta sẽ đặt trong cái này trong phòng for x. For x vừa rồi là cái hiển thị nội dung đúng không nhỉ? Bây giờ ngoài ra chúng ta để hiển thị thêm thông tin về cái việc xóa, chúng ta đặt một cái input hidden type và hidden type. Nếu các bạn thấy nó hơi nhanh một chút tại vì tôi thì các bạn có thể back lại để các bạn xem hoặc là pause lại. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần là web.php. Web.php để làm gì? Để là chúng ta sẽ xử lý cái nhiệm vụ vừa rồi. Chúng ta sẽ đẩy cái task vào đây. Đấy, task ID bằng gì đó. Sau này là cái task ID. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện task start 2.2.files. Sau đó chúng ta sẽ delete file of ID chẳng hạn. Đấy, file of the files hoặc là file of fails. Để trong trường hợp là nếu mà nó có lỗi thì nó sẽ hiển thị thông báo lỗi. File of fail ID. Sau đó chúng ta thực hiện delete. Đấy, delete. Sau đó chúng ta return ngay chính cái view hiện thời, cái view của trang chủ, return redirect về trang chủ, trang gốc của nó, trang gốc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại Chrome để chúng ta kiểm tra nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé, chúng ta đặng kim thi edu, delete. Rồi, như vậy là các bạn đã biết xóa, biết thêm dữ liệu và biết hiển thị dữ liệu. Bài học xin được tạm thời khép tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.